Với những học sinh đam mê khoa học ứng dụng, một sân chơi khác cũng vừa được tổ chức, đó là ngày hội STEAM Fair 2018, cùng kiến tạo thành phố tương lai. STEAM là một thuật ngữ tiếng Anh, viết tắt của các từ khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học. Giáo dục STEAM chú trọng tính thực tiễn của kiến thức. Vì vậy, học sinh tham gia ngày hội này đã được tiếp cận với nhiều thông tin thiết thực, được trải nghiệm, khám phá các sản phẩm khoa học thú vị.